Hello hello, xin chào tất cả các bạn nha. Tuần này mình đi làm ca đêm á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà các bạn có hỏi mình trên cái kênh YouTube của mình á. Đó là các bạn có hỏi mình đó là mình ở bên này á, chi tiêu một tháng khoảng bao nhiêu tiền ha. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Đa số là những bạn đang ở Việt Nam ha và đang mong muốn sắp tới á sẽ đi qua bên Nhật Bản làm việc, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái chi phí á mà mình mỗi tháng á mà mình dành ra để chi tiêu ha. Thì mỗi tháng á các bạn, tại vì á công ty nó trừ những cái khoản như là tiền phòng này, tiền điện, tiền nước á ở chỗ mình thôi nhá, là nó khoảng 19,000 các bạn ạ. 19,000 là bao gồm hết toàn bộ những cái này, tiền nhà này, chi phí điện nước, rồi là wifi này kia luôn các bạn. Còn tiền ăn á, thì mình sẽ người nào á ăn bao nhiêu thì chi phí bấy nhiêu thôi các bạn. Còn bản thân của mình á thì một tháng á mình tiêu tầm khoảng từ 2,000 đến 2,500 các bạn. Mình ăn chung với đứa em ở trong phòng á, cho nên là hầu như á, là ngày nào cũng ăn khá là đầy đủ các bạn. Có rau, có cá, có thịt. Vì hai anh em là người miền Trung á, cho nên sống khá là thân thiện và cái đồ ăn á thì nó cũng rất chi là bình thường. Hai anh em đều dễ ăn hết cả các bạn. Hai anh em dễ nuôi lắm. Dễ ăn. Không có chê các bạn, không có chê ăn. Thì giống như mình đi làm ca đêm như thế này các bạn. Thằng cụ em của mình á là người dân tộc Thái, Thái trắng á các bạn. Nó quê ở Nghệ An. Thì mình đi làm buổi đêm á mà nó đi làm cả ngày các bạn. Nó làm bình thường á là 13 tiếng á, làm từ 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Mà chạy ở trên núi về các bạn thì phải mất khoảng 20 đến 30 phút nữa. Rồi về tắm rửa này kia là phải khoảng 9 giờ 40 phút đêm nó mới xong. Thì nếu như mình làm cả đêm á, 8 giờ tối mình bắt đầu làm việc các bạn, thì tầm khoảng 4-5 giờ chiều á là mình nấu ăn rồi. Mình ăn rồi mình đi làm. Rồi thằng của em về á, nó chỉ cần hâm đồ lại một chút thôi là nó ăn luôn. Cho nên cũng rất là tiền ha. Thì nếu như các bạn á đi cùng nhóm với các bạn qua đấy á, có những cái người á ở chung với những cái người á mà cùng hợp tính cách với nhau á và cuộc sống nó vui vẻ á, thì mình khuyên các bạn nên ăn chung ha. Ăn riêng cũng được thôi các bạn, ăn riêng thì các bạn cũng tự chủ thôi. Còn ăn chung thì hay hơn các bạn, thực sự á. Tại vì không biết các bạn sống có tình cảm hay không, nhưng mà thực sự mình sống rất là tình cảm các bạn. Kiểu giống như là ở quê á, mình cũng nói chung là thường xuyên ăn cơm, bữa cơm gia đình với bố mẹ các bạn, chứ mình không có bỏ bữa đâu. Hồi trước á, mình đi học ở trong Sài Gòn rất là xa nhà. Mình về quê á, mỗi lần Tết hoặc hè mình về quê á, thì cho dù đi chơi với bạn bè vui vẻ gì đi nữa các bạn, thì đến cái giờ ăn cơm á, ăn uống cùng với bố mẹ á, thì mình cũng tranh thủ về ăn cơm, dọn dẹp với là rửa chén bát cho bố mẹ. Bố mẹ mình cũng lớn rồi các bạn. Thì không biết có thể sống cùng với con cháu á bao lâu nữa, cho nên mình cũng rất là hiểu cái vấn đề đó các bạn. Rồi sau này á, sau khi mình học xong á, mình học trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xong á, thì suốt 3 năm trời các bạn, mình đi London trên những con tàu biển Viễn Dương á các bạn, đi giao hàng á từ quốc gia này đến quốc gia khác á. Thì thời gian á mình ở bên gia đình bố mẹ á thì rất là ít. Vì vậy khi nào mình về gia đình á thì mình thường thường là ăn cơm các bạn, ăn cơm cùng với bữa cơm gia đình cùng với bố mẹ của mình, thì cũng may mắn các bạn. Nói chung là mình cảm thấy á mình có nhiều cái may mắn là mình qua bên này các bạn. Có nhiều bạn qua đây thì không được may mắn các bạn. Nhiều khi bố mẹ của các bạn á hoặc là người thân á, ở Việt Nam á, các bạn đang làm được nửa năm hoặc 1 năm 2 năm bên này á, nhưng mà bố mẹ của các bạn đau ốm á hoặc là có những cái sự cố bất ngờ á, thì mình cũng rất là đồng cảm với các bạn luôn. Thực sự các bạn cũng khó khăn lắm để đi qua bên Nhật Bản này kiếm tiền á, để cũng là có cái mong muốn sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân của các bạn, vợ con của các bạn, tương lai của gia đình của các bạn sau này thôi. Nhưng thực sự các bạn, khi các bạn đi xa nhà á, các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác bữa cơm gia đình các bạn, thực sự bữa cơm gia đình cùng với bố mẹ người thân của các bạn ha. Nhiều khi mình chia sẻ những cái tình cảm, chia sẻ tâm sự như thế này á, những cái bạn trẻ mà tầm khoảng 20, 22, 23 tuổi các bạn,
nhiều khi các bạn chưa 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 có nhiều trải nghiệm á, chưa có nhiều cái buồn đau vui vui khổ á, hoặc là những cái sự cố trong cuộc đời á, thì nhiều khi các bạn chưa quan tâm đâu. Nhưng càng lớn lên á, các bạn va chạm càng nhiều, xã hội nó chà đạp lên mình á nhiều á, thì các bạn mới nhận ra, và lúc đó thì các bạn sẽ trân trọng gia đình hơn, nhiều hơn rất là nhiều ha. Còn thì chi phí mình nghĩ các bạn nhé, mình nghĩ là 2 man á là ok rồi đó các bạn. Thì thực sự á, là tùy vào cái ăn uống của mỗi bạn thôi, còn mình thấy trung bình là 2 man là ổn rồi đó, thực sự 2 man là ổn rồi đó. Cho dù các bạn có ở thành phố á, thì thực sự á, mình cũng có nhiều người bạn lắm, họ ăn tiết kiệm lắm các bạn. Nhiều người họ làm vẫn có tiền nhá, ý nói là vẫn có công việc, vẫn có tăng ca đều á, vẫn có thu nhập đều, thì 1 tháng của họ cũng 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 được tầm khoảng 12 13 lạng các bạn. Thì mà họ ăn chỉ có được 1 lạng rưỡi thôi các bạn nhá. Thực sự mình nói những người tiết kiệm nha các bạn, còn có những người ăn 4 lạng các bạn, có những người ăn 4 lạng 1 tháng nhá. Đấy, trong công ty của mình luôn đấy, trong công ty của mình luôn có một số bạn mình đó ăn 1 tháng 4 lạng các bạn. Thì 4 lạng thì quá dư dả các bạn, thực sự là mình cảm nhận như vậy nhá. Còn tùy vào mỗi người thôi, tại vì tiền của mình á, mình thấy ăn 2 man vậy là đủ rồi, đủ với sức khỏe của mình nữa đó. Các bạn có thể theo dõi mình lên kênh Facebook ấy, mình qua bên này ấy, không có lúc nào đau ốm hết cả các bạn. Mình dự kỹ ấy, là từ lúc ở ở Sài Gòn ấy, mà đến tận bây giờ ấy, là chỉ có tăng lên tăng giảm 1 ký thôi các bạn, chứ không có sụt hay là tăng lên quá đâu thực sự ấy. Và mình cũng hay chạy bộ để rèn luyện sức khỏe các bạn. Mình đến Nhật Bản là mình có hoàn thành cự ly 21 cây số các bạn, 3 lần rồi, 3 lần. Thì vào những cái kỳ nghỉ lễ dài ấy, thì thường thường mình sẽ hay chạy marathon các bạn, hay chạy đường dài, thì cũng là một cách để các bạn rèn luyện sức khỏe ha. Chứ không phải là các bạn chỉ có ăn uống là giữ sức khỏe tốt đâu các bạn, còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ các bạn cần phải có những cái giấc ngủ ngon á, những cái giờ nghỉ ngơi á, để cho các bạn thoải mái tinh thần này kia này các bạn nhá, cơ thể các bạn nghỉ ngơi cho đầy đủ. Rồi ngoài ăn uống ra và ngoài cái nghỉ ngơi ngủ nghỉ ra, thì các bạn phải có cái sự rèn luyện thể dục thể thao nữa, để gọi là tạo cái sự đủ bền các bạn đó, tạo sức đề kháng cho các bạn nữa ha. Với lại là các bạn phải có cái tinh thần lạc quan á, và cái suy nghĩ các bạn, cái tư duy tích cực á, thì lúc đó cái tinh thần của các bạn á, cái mặt về tinh thần này, cái mặt về tâm linh của các bạn á thoải mái á, thì tự nhiên là bên trong của các bạn á là có nhiều năng lượng lắm, kiểu kiểu như vậy các bạn ha. Thì mình cũng có trải qua một chút kinh nghiệm á, thì mình chia sẻ với các bạn thôi. Còn những người thầy á, họ nói về họ có cái tầng hiểu biết cao các bạn, thì mình chưa 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 có trải nghiệm, cho nên mình chưa có thể chia sẻ với các bạn được. Còn cái mà chạy bộ á các bạn, để mà tạo ra nhiều năng lượng á, các bạn sinh ra những cái hormone gọi là hạnh phúc á, và tích cực, thì cái đó mình làm rồi, mình đọc rồi, mình hiểu rồi, và mình cũng có trải nghiệm rồi các bạn, cho nên mình biết được cái điều đó ha. Còn các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn á, thì có thể lên YouTube đó các bạn, các bạn xem những người thầy á, họ chia sẻ về những cái hormone hạnh phúc các bạn. Thì các bạn qua cái việc ăn uống này, qua cái việc tiếp xúc này, qua cái việc đặc biệt là cái việc tập thể dục thể thao nha các bạn, nó tạo ra cái hormone hạnh phúc này, cái năng lượng tích cực rất là lớn. Thì các bạn thử làm đi ha. Tại vì thời buổi này thì các bạn là nhiều khi ăn sướng quá cũng không tốt đâu các bạn. Thực sự mình ăn thấy chỗ mình được cái hay các bạn, đó là rau và củ quả là khá rẻ nhá, khá rẻ so với cái mặt bằng chung cái sinh hoạt ở bên Nhật Bản nha các bạn, chứ không phải rẻ so với Việt Nam đâu. Ở bên này cũng đắt lắm các bạn, thực sự hoa quả bên này là khá là đắt luôn á. Cái hồi mà mình sống ở tỉnh Aichi thì thực sự các bạn ở trên đó là cá các bạn rất là mắc. Chỗ mình ở đấy gần biển, có những cái ngư trường cá gần đấy này các bạn, cần cá cho nên là cá biển khá là rẻ. Và thứ hai là rau các bạn, dân ở đấy nó trồng, và nó có một cái cửa hàng thật là rộng bề luôn các bạn. Người dân người ta trồng bắp cải này, rồi đủ loại rau luôn, người ta mang tới đó các bạn. Tới đó thì trong cái nhân viên trong cái siêu, không phải siêu thị đâu các bạn, cái này giống như là cái gì hợp tác xã giống như ở Việt Nam vậy á, thì người ta sẽ đóng gói, người ta sẽ bán hàng cho mình ra, rồi người ta ăn chia theo cái phần trăm á các bạn, kiểu kiểu như vậy ha. Người nông dân thì cứ lo việc trồng trọt đi, còn cái chuyện mà để đóng gói và bán hàng á thì để cho những cái bộ phận khác làm các bạn, rất là hay. Và ăn chia cái tỷ lệ á, mình thấy như vậy rất là hay các bạn.
gọi là tận dụng tối đa cái mỗi người mỗi lĩnh vực các bạn đó, rất là hay, chuyên sâu luôn. Anh làm nông dân thì anh chỉ có việc làm nông dân thôi, còn cái việc bán thì để tôi đó, cái việc mà đóng gói để tôi làm cho và thì cái công việc nó chia ra từng cái công đoạn như vậy các bạn, cho nên mình thấy hiệu quả rất là cao đấy. Thì mình chia sẻ với các bạn mức tiền ăn như vậy thôi ha. Còn bây giờ mình bắt đầu đi vào làm lại rồi các bạn đấy, nghỉ 15 phút, mình tranh thủ chia sẻ với các bạn khoảng 10 phút thôi á. Rồi mình đi vào làm lại. Buổi đêm thì cái xưởng tự động này các bạn, xưởng tự động này nó không hoạt động, nó không làm, nó chỉ có làm buổi ngày thôi. Và buổi ngày á, thì người Nhật người ta sẽ đứng những cái máy tự động như thế này, và cái người kiểm hàng của máy tự động làm á các bạn là những thực tập sinh của người Thái Lan á. Còn Trung Quốc thì nó là một bộ phận khác các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé, bye bye, chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nhé, và nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.